Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong chương trình video clip ngày nay thì Lan Phong có lên chia sẻ các con giống cho toàn thể quý vị. Và trong ngày hôm nay thì tiếp tục vẫn chơi mini game cho vui nhộn theo yêu cầu của quý vị. Thì trong ngày hôm qua thì không có một bác nào trúng cả, hôm nay vẫn chơi tiếp theo. Đấy, quý vị và các bạn được đoán hai số. Trong 6:30 tối nay sẽ có kết quả. Phần quà đó là một kg bạch tuyết trị giá từ 5 đến 600 ngàn. Đó, một mức giá bình dân thôi. Và bây giờ thì thực sự Lan Va thì cũng rất là bình dân, những ai có thể đam mê sưu tầm được, vì nó không còn đắt đỏ như ngày xưa nữa. Và hôm nay thì Lan Phong sẽ lên tiếp tục những mặt hàng con giống bình dân và giá cả hợp lý. Và hôm nay sẽ giảm giá một số mặt hàng để cho quý vị lựa chọn những con giống mà mình ưng ý mấy lâu nay. Đó, như quý vị đã biết thì trong thời gian vừa qua mấy ngày nay thì lồm xồm trên mạng bóc phốt nhau về cái vụ mặt hoa Ngọc Sơn Cước. Và tất cả là vì miếng cơm đồng tiền manh áo, cạnh tranh nhau khốc liệt. Đó, và cái bông của bác Hưng Câu là nói Ngọc Sơn Cước, như thực tế ra bông ấy là bông của năm cánh trắng bạch tuyết quý vị ạ. Nhìn thì mọi người cứ bảo là Ngọc Sơn Cước với bạch tuyết, như thực tế bông ấy là bông năm cánh trắng bạch tuyết. Nhấn mạnh là năm cánh trắng bạch tuyết, vì bạch tuyết là những người chơi lan chuyên nghiệp họ nhìn cái là ra luôn, và hay cả thân lá là nhìn phát là biết luôn. Đó, và có khi là bạch tuyết thì nó nở hoa kích thì nó sẽ không được vuông dẻo sắc cảnh như là bông tự nhiên. Đó, và hôm nay thì quý vị tiếp tục đoán số. Và sau đây thì mời quý vị đi vào chi tiết đơn hàng của ngày hôm nay. Rất là nhiều mặt hàng giảm giá cho quý vị để quý vị tiếp cận được cây lan va nó như nào. Và với những quý vị mà mới chơi lan thì chưa biết gì về lan va, hãy tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng tài chính rồi hãng mua hàng. Đó. Và cái mùa này thì rất là hanh khô. Quý vị có thể ngày thứ hai lần, sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 5 giờ đến 6 giờ. Vì cái lượng cây mùa này nó đang cái mùa phát triển béo phì, và nó hút rất là nhiều nước với cái thời tiết hanh khô như ngoài miền Bắc này. Đó, như quý vị trước màn hình quý vị đây là nhìn những cây ăn ăn nắng gió rất là tự nhiên. Đó, nên nó rất là mập mạp và rất là đanh cây. Quý vị chỉ cần tưới nước ngày hai lần, nhất nước nhì phân. Đó, còn với những cây bé mà quý vị ít thời gian, hay những người ở thành phố có thể ngâm một khay nước và đi nơi thoáng gió thì đã phải tưới hơn. Và sau đây thì không làm mất thời gian, mời quý vị đi vào chi tiết từng đơn hàng trong ngày hôm nay. Rất là nhiều mặt hàng để quý vị sưu tầm các con giống và lựa chọn cho mình những cái con giống ưng ý nhất. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Lan Va Phong. Xin chân thành cảm ơn. Và hôm nay sẽ quay cho quý vị một số mặt hàng bình dân luôn. Và tiếp tục thì chia sẻ với quý vị vài cái chậu hồng xòe cắt khúc cung tự nhiên rất là đẹp. Như quý vị đã nhìn thấy trước màn hình, ở đây có 4 chậu. Và chia sẻ cực kỳ yêu thương cho quý vị để quý vị sưu tầm. Theo thứ tự thì từ 1 đến 4, giá là 100.000 đồng một chậu quý vị nhé. 100.000 một cái giá cực kỳ yêu thương rồi. Đó, 100, 200, 300, 400. Quý vị có thể lấy tất 4 chậu 400. Lấy lý là 100.000 chậu. Chia sẻ cho quý vị cho vui thôi. Cái này thì không có lờ lãi, tính ra là lỗ luôn đó quý vị ạ. Đó, 100.000 chậu quý vị nhé. Quý vị mà sưu tầm alo. Và đơn số 2 là một đơn hồng Lạc Sơn, chia sẻ quý vị 100.000 đồng nhé, giảm giá là ngày qua 200. Đó, quý vị có thể cân nhắc tài chính. Tiếp theo thì chuyển về đơn số 18, bồng lai cắt khung tự nhiên, chia sẻ quý vị là 250.000. Và đơn số 19, bồng lai cắt khung tự nhiên, cũng chia sẻ là 250.000. Tiếp theo là đơn số 17, vẫn là hồng lai cắt khung tự nhiên, chia sẻ quý vị giá là 250.000. Đó, và đơn số 16 vẫn là bồng lai K52, như quý vị đã nhìn thấy trước màn hình, 800.000. Và hôm nay sẽ chia sẻ quý vị một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn là 600.000. Và quý vị đừng kênh đăng ký kênh để được cập nhật video mới hàng ngày và đoán số cho vui. Nếu may mắn, quý vị sẽ được một kỳ bạch tuyết chỉ giá từ 5 đến 600.000. Hồng bồng lai đơn số 15 500.000 quý vị nhé, chia sẻ quý vị 400.000, cực kỳ yêu thương. Tiếp theo là đơn số 14, Juliet. Nói Juliet thì quý vị đã biết rồi. Tại sao Lan Va Phong không có nhiều
Juliet và có nhiều mặt hàng cao cấp để bán cho quý vị. Và nhiều thể loại, nhiều mặt bông con giống, bởi vì như quý vị đã biết trước đây thì thị trường hoa lan là sốt đỉnh điểm từ năm 2021-19. Và khi họ bó những mặt hoa lỗi thời thân lá và họ sẽ đổ xô vào Phú Thọ HO làm kinh tế mạnh hơn, thì thành ra cung vượt cầu nó bị khan hàng. Và những mặt hoa vắng bóng một thời trước kia họ đã bỏ dập nát, không làm được kinh tế, họ sẽ bỏ, họ sẽ đi vào phân khúc cao hơn. Bây giờ nó thành ra cung vượt cầu nó ít giống đi và càng ngày nó càng hiếm đi. Thì những mặt hoa mà đa dạng và phong phú bây giờ trên thị trường nó không có nhiều. Nếu mà nhiều nhất thì nói chung là phi điệp tím là có nhiều nhất. Phi điệp tím thì như quý vị đã biết rồi, nó rất là giống nhau đại trà, có thể bán được các loại mặt hàng hồng. Đó, quý vị cân nhắc nhé, nghiên cứu nhé. Đây là lời nói chân thành gửi đến quý vị. Còn thì quý vị phải tự tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng. Đơn số 14 Juliet này chia sẻ quý vị 4 triệu đồng. Hôm nay sẽ lấy quý vị là 3 triệu 800 ngàn đồng. Tiếp theo là một cái đơn số 12 Ngọc Sơn Cước. Như quý vị đã biết rồi, Ngọc Sơn Cước thì nó rất là đẹp. Và nó dễ hơn không tên Bảo Duy rất là nhiều. Chia sẻ quý vị 2,5 triệu đồng. Lấy quý vị là 2 triệu 300 ngàn đồng. Phi khắc gỗ ông tự nhiên. Và tiếp theo là một kỳ Ngọc Sơn Cước số 11, 800 ngàn đồng. Các khúc tự nhiên. Chia sẻ quý vị 800, hôm nay sẽ lấy quý vị cực kỳ yêu thương 600 ngàn đồng quý vị nhé. Đó. Và đây là đơn số 10 và số 9 là hai kỳ người đập Bình Dương. Chia sẻ yêu thương, giá không thay đổi là 500 ngàn đồng trên một kỳ. Hai kỳ là 1 triệu quý vị nhé. Tiếp theo đơn số 8 Hồng Phù Hoa. Chia sẻ yêu thương quý vị 500 ngàn đồng. Cực kỳ đẹp và yêu thương cho quý vị. Và đơn số 13 người đẹp không tên 4,5 triệu đồng. Nếu quý vị sưu tầm, liên hệ trực tiếp cho Lan Phong, giá là 4 triệu 200 ngàn đồng. Giá trên không bao gồm cước phí vận chuyển quý vị nha. Tiếp tục là hai kỳ Kiều Phi Yến, giá cho quý vị 300 ngàn hai kỳ như hình. Đó, rất là đẹp, rất khỏe nha. Và tiếp tục là một kỳ Nam Trắng Anh Vũ, không có số mã, chia sẻ quý vị 150 ngàn. Đó. Và đơn số 4 là Hoa Hậu Xứ Mường 300 ngàn lấy quý vị 250 ngàn. Và đơn số 5 Hoa Hậu Xứ Mường 300 ngàn lấy quý vị 250 ngàn. Và tiếp theo là một cái giò bạch tuyết cũng cực kỳ là đẹp, thắt ngọn rồi, chuẩn bị 6 mầm gốc, đang sắp sưng hết rồi. Chia sẻ quý vị giá cực kỳ yêu thương là 2,5 triệu đồng quý vị nhé. 2,5 triệu đồng, một cái mức giá yêu thương, rất yêu thương. Và bạch tuyết bây giờ nó cũng rất là chậm và nó không còn được lên giá, càng ngày thì nó càng trượt giá đi vì số lượng nó cũng có nhiều trên thị trường. Đó. Tiếp theo thì mời quý vị đi vào cây 25 bạch trà 400 ngàn, lấy quý vị 300 ngàn nhé, vừa bán vừa xả nốt cho quý vị. Và đơn 24 là gấu trúc, chia sẻ quý vị 400 ngàn, hôm nay sẽ lấy quý vị là 300 ngàn. Tiếp theo là đơn số 25, vẫn là gấu trúc 500 ngàn, lấy quý vị 400 ngàn, có 2 kỳ thôi quý vị nhé. Đó. Và tiếp tục là một cái đơn số 22 bạch tuyết 600 ngàn. Hôm nay sẽ chia sẻ quý vị một cái mức giá yêu thương là 500 ngàn, cực kỳ yêu thương. Và đơn số 21 Hồng Á Hậu chia sẻ quý vị 200 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương, lấy quý vị 180 ngàn đồng. Đó. Và tiếp tục là đơn 20 bạch tuyết 600 ngàn đồng, lấy quý vị 500 ngàn đồng khi 52. Và đơn 19 vẫn là bạch tuyết 600 ngàn, lấy quý vị 500 ngàn đồng. Và đơn 18 vẫn là bạch tuyết 700 ngàn đồng, lấy quý vị 600 ngàn đồng, cực kỳ đẹp và yêu thương. Đó, và ở đây còn 3 kỳ cắt khúc. Rất là khỏe đẹp. Số 1 chia sẻ yêu thương 300 ngàn. Số 2 chia sẻ yêu thương 350 ngàn. Và số 3 chia sẻ yêu thương 250 ngàn. Đó, quý vị có thể cân nhắc. Tiếp theo là một kỳ Hồng Sao Hỏa chia sẻ 250 ngàn, cực kỳ yêu thương. Và cây Á Hậu số 7 250 lấy quý vị 200 ngàn. Và cây số 6 và là Hồng Á Hậu 300 ngàn lấy quý vị 250. Đó quý vị nhé. Và tiếp theo thì là một cây Hồng Minh Châu chia sẻ 800 ngàn. Kỳ này thì bán rồi và kỳ này bán rồi. Hôm nay sẽ chia sẻ quý vị là
600.000. Cực kỳ yêu thương quý vị nhé. Ăn nắng, đanh khuế già giảm nhé. Đấy, Hồng Minh Châu thì giá quý vị đã biết rồi. Trước thì nó cũng rất là ghi gớm và bây giờ thì nó cũng rất là dễ quý vị có thể sưu tầm được. Rất là đẹp, cây 52 quý vị nhé. Đó, 800.000 lấy quý vị 600.000, cực kỳ yêu thương. Và ở đây có một cái chậu à, hồng xòe tiếp này, ba thân như hình. Đó, chia sẻ quý vị 400.000 nhé. Một cái mức giá yêu thương luôn, để cho quý vị sưu tầm 400.000. Đó, tiếp theo là đơn 31 Bảo Duy cắt khúc tự nhiên, chia sẻ quý vị 1.500.000, lấy quý vị 1.400.000. Và đơn 30 Bảo Duy 800.000 đồng, chia sẻ yêu thương 700.000 đồng. Và đơn 29 Bảo Duy 1.200.000 đồng, giá giữ nguyên 1.200.000. Và 28 Bảo Duy 1.200.000, giá giữ nguyên 1.200.000. Và đơn 27 800.000, mức giá cực kỳ yêu thương. Và đơn 26 cũng là 800.000, mức giá cực kỳ yêu thương quý vị nhé. Tiếp theo là đơn số 1 500.000 đồng cho đơn số 1 Hồng Phú Quốc, như quý vị đã nhìn thấy cực kỳ đẹp quý vị nhé. Và đơn số 2 Hồng Phú Quốc chia sẻ 300.000 đồng. Và 5 cánh trắng như ý chia sẻ 800.000 đồng, rất là đẹp, rất là khỏe quý vị nhé. Đó, cây rất là phê luôn. Đó, không bệnh tật, khỏe khoắn. Tiếp tục là đơn số 1 Vĩnh Khang 2.5 triệu đồng. Và đơn số 2 Vĩnh Khang 2 triệu đồng. Và đơn số 3 Vĩnh Khang 2 triệu đồng. Và đơn số 4 Vĩnh Khang 2 triệu đồng. Đó, quý vị mà lựa chọn đơn nào thì alo trực tiếp và chia sẻ một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Đó, và video xin được khép lại tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đây là những cái kỳ ám địch quả cực kỳ đẹp, chơi hay bề đẹp quý vị nhé. Một dòng thân lá đi vào tiềm thức cực kỳ phê luôn. Đó, như quý vị đã nhìn thấy những thân thủ Phú Thọ đẹp sắc nước nghiêng thành. Và quý vị tiếp tục đoán số bình luận để trúng phần quà giá trị từ 5 đến 600 nghìn. Đó, rất là đẹp. Và đây là một cái dòng mít sơn sơn nới ngọn, nổi tiếng một thời và vẫn là một thời chơi hay bề đẹp. Như quý vị đã nhìn thấy kỳ 52 thì quá phê luôn rồi. Đó, rất là đẹp và nó còn đang phát triển rất là mạnh mẽ. Đó, rất là phê luôn. Và xin mến chào tất cả quý vị.